Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cũng là câu chuyện của năm em. Thì báo chí mới vừa có một cái tin cũng khá là nóng, nói rằng là năm anh thông báo hạn chế sử dụng mạng xã hội, tiết lộ tình trạng hiện tại. Đó, năm anh tức là chị ruột của năm em đó. Thời gian qua thì năm em chính là cái tên được tìm kiếm khắp mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ những cái buổi livestream bôi xấu đồng nghiệp trong showbiz. Cùng với đó là những cái phát ngôn thiếu chừng mực khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Đó. Liên quan đến vụ Việt Nam Em, chiều 20 tháng 2, trao đổi với chúng tôi thì bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra vụ livestream ồn ào của Nam Em những ngày qua. Bà Thúy cho biết Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì làm việc. Khi có kết quả sẽ thông báo ngay đến báo chí. Đó. Thì giữa lúc năm em vướng nhiều thị phi thì mới đây năm anh có bài đăng gây chú ý. Cụ thể buổi trưa ngày 20 tháng 2, năm anh đăng tải story trên trang cá nhân tiết lộ bản thân hạn chế sử dụng mạng xã hội vì đi thiền. Tạm thời mình đi thiền nên hạn chế mạng xã hội. Anh chị em cần tìm mình thì inbox giúp mình ạ. Cảm ơn và trân trọng. Năm anh viết như thế. Và cái động thái của chị gái năm em đó khiến nhiều người không khỏi bàn tán. Năm anh và năm em là cặp chị em song sinh nổi tiếng của VBiz. Năm em đón nhận sự nổi tiếng sớm hơn sau khi có cô đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Còn năm anh về sau mới nhận được sự chú ý khi tham gia vào các chương trình người mẫu và cuộc thi sắc đẹp như là The Face Việt Nam 2018, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, Miss Universe Việt Nam 2023. Đó quý vị ha, tức là những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là năm em đó đã có rất là nhiều những cái livestream để coi như là bóc phốt, coi như là vạch trần đó, một số những nhân vật trong giới showbiz. Thì cái điều này đã làm cho một cái luồng khán giả đó, một cái lượng khán giả lớn vào để mà theo dõi, nghe ngóng. Và trong cái số lượng khán giả đó đó thì chắc chắn là cũng có người thương, có người ghét. Và những cái người mà ghét đó, đặc biệt họ là cái fan cứng của những cái nhân vật mà năm em đã bóc phốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên là năm em không có nói ra cái tên cụ thể của nhân vật nào, nhưng mà khán giả họ biết là cái người đó là ai khi mà nghe năm em nói. Giống như cái anh mà danh hài mà TG đó, là cái người yêu cũ của năm em đó, và cũng là người yêu cũ của Quế Vân luôn đó quý vị. Thì coi như là họ biết là ai ngay. Tuy nhiên họ không có muốn nói tên ra. Nói tên ra là mất công, là dính vô mấy cái vụ mà kiện tụng nữa. Đặc biệt là những người đang ở Việt Nam đó thì cũng hạn chế cái việc mà nêu tên bất cứ một người nào ra, nếu như những cái gì mà họ nói ra đó thì không có bằng chứng cụ thể. Cho dù biết chắc chắn là thật đó, bởi vì năm em là người trong cuộc mà. Nhưng mà nếu không có bằng chứng cụ thể thì không nên nói tên ra, bởi vì người ta sẽ tự vệ bằng cách là người ta sẽ kiện mình nếu mình không có bằng chứng. Trong thời gian vừa qua thì dĩ nhiên là có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Và đặc biệt rằng là năm em cũng đã livestream nhiều clip nói thẳng, nói thật về vấn đề này. Và như vậy thì một số cuộc gọi đã gọi lên trên sở thông tin truyền thông để mà mong rằng Sở Thông tin Truyền thông sẽ vào cuộc để xem xét và xử lý những cái buổi livestream của năm em. Nó có phải là đúng chuẩn mực hay không? Thì biết điều đó cho nên là mọi người đã khuyên năm em là dừng lại. Dừng lại càng sớm càng tốt. Và cô ấy ngày hôm qua thì cũng đã nằm trên giường phất cờ trắng, nói rằng là tôi sẽ đình. Bây giờ là điều đình. Đó. Sẽ dừng lại tạm thời cho đến cái ngày 1 tháng 3. Là cái ngày mà tòa xử cái vụ bà Hằng đi trận nghệ sĩ đó. Thì cái ngày hôm đó sẽ có xuất hiện của bà Hằng và Phương Hằng đó quý vị. Trên tòa án với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì trong cái vụ bà Hằng này đó thì đã nhiều năm rồi.
và rất là được sự quan tâm của khán giả. Nam Em cũng là một trong những cái người ủng hộ bà Hằng. Quốc Võ đây cũng là một trong những người ủng hộ bà Hằng, ủng hộ những gì quý vị, ủng hộ những cái điều mà thiện nguyện ông bà Dũng Hằng đã làm. Giống như là mình đào giếng, xây cầu, xây nhà tình thương, làm cái quỹ giúp cho những cái người mà họ muốn lại làm lại từ đầu sau khi mà ở tù ra, rồi quỹ cho bộ đội Trường Sa, rồi quỹ cho cái mùa mà Covid, đặc biệt là quỹ từ thiện Hằng Hữu giúp đỡ cho những cái quỹ mổ tim, mổ ra ống thủy của trẻ em tại Việt Nam. Thì rất là nhiều những cái điều thiện nguyện ông bà Dũng Hằng đã làm. Nó quá lớn này, cái tầm vóc nó quá lớn. Và ít ai có thể làm được chuyện đó. Cho nên là Nam Em cũng giống như Quốc Võ và các khán giả cũng đồng hành chung, ủng hộ về vấn đề làm từ thiện. Nhưng mà dĩ nhiên rồi là mà mình ủng hộ không phải là tất cả những mọi thứ cũng đều ủng hộ. Ví dụ như vấn đề mà chửi nhau trên mạng xã hội, dùng những cái lời lẽ không chuẩn mực thì chúng ta không ủng hộ. Chúng ta không có cổ suý cho cái việc mà chửi bới. Chúng ta có quyền nêu quan điểm bằng cách là chúng ta xây dựng, nhưng chúng ta không có quyền lên trên mạng để mà dùng những cái lời thô tục ra để chửi qua chửi lại. Người này chửi kia qua, người kia chửi lại, rồi nó thành ra một cái mớ hỗn độn trên mạng xã hội, làm cho những người khác họ đánh giá. Không chỉ là những người mà trong nước họ đánh giá, mà những người nước ngoài nữa. Những người nước ngoài họ cũng vào, họ thấy nó sùm cái mạng xã hội ra, họ mới hỏi thăm những cái người bạn của họ là người Việt Nam. Người Việt Nam mới nói vậy, mới dịch lại những cái lời đó, thành ra là những cái mớ hỗn độn, chửi qua chửi lại. Không cần thiết phải làm như thế. Dĩ nhiên khi mình lên mạng xã hội, mình để nói chuyện với bất kỳ một cái cá nhân nào, khi mà mình đã trườn mặt mạng xã hội rồi đó, mình tham gia mạng xã hội rồi đó, thì mình sẽ bị những ý kiến trái chiều. Có người thương mình, có người ghét mình. Và những người ghét mình đó, có thể họ thù mình từ kiếp trước cũng không chừng. Họ thấy mặt mình là họ ghét rồi, không còn biết là mình nói cái gì. Họ ghét thì họ vô, họ bắt đầu họ dùng những cái ngôn từ nó thóa mạ để họ nhục mạ mình. Thậm chí họ còn vu khống mình, cái này cái nọ, họ xuyên tạc mình nữa. Nhưng mà nếu như mình nhìn vào những cái lời comment đó mà mình nổi nóng lên, mình chửi lại hoặc là mình có những lời lẽ xúc phạm họ lại đó, thì chửi qua chửi lại biết chừng nào nó mới xong quý vị. Mà mình là cái người trườn mặt trong mạng xã hội, mình sẽ bị đánh giá bởi những cái người khác, những người đàng hoàng hơn, những người khán giả mà đàng hoàng hơn, họ nhìn thấy mình chửi bới, họ đã đánh giá mình, chứ còn họ không có thấy được những cái lời comment đó kia. Và họ không phải là người trong cuộc. Mình là người trong cuộc nào mình mới hiểu được cảm xúc. Họ, tức là cái người anti fan đó, họ chửi mình đau. Chứ những khán giả khác họ đâu biết đâu mà họ đau cho mình quý vị. Cho nên nếu như mà mình không kiềm chế cảm xúc của mình được đó, mình đau quá mình không kiềm chế được, mình lên mình chửi lại đó, thì những cái lời nói của mình nó sẽ viral ra rất là nhiều luôn. Và người ta nghe, người ta ghi âm lại, người ta sẽ chia sẻ những cái đó. Hoặc là những người xấu họ cắt ghép lại toàn những cái lời chửi bới không à, họ đã đăng lên một cái clip khác. Thành ra là mình bị coi như là những cái lời nói của mình đó, nó quá trời, quá đất đi trên mạng xã hội đi, là người ta đánh giá mình, đôi khi đánh giá bị sai luôn á. Từ một người tốt bây giờ trở thành một người coi như là phạm tội luôn đó quý vị. Cho nên á, là Nam Em phải biết cách kiềm chế bản thân của mình. Duy Mạnh cũng đã từng khuyên rồi đó, kiềm chế lại bớt. Và nếu như mà cái vấn đề này mà nó xảy ra mà nhiều hơn nữa đó, càng ngày càng lớn dần đó, không những coi như là bị trầm cảm nặng, không những bị stress nặng mà còn ảnh hưởng đến vấn đề về luật pháp nữa. Khi mà bị nhiều lá đơn tố cáo cùng lúc đó, thì sẽ dẫn đến cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, giống như cái điều 331 đó. Mà nhiều lá đơn tố cáo cùng lúc đó, nó thành ra là khung hình phạt 2 là từ 2 năm tới 7 năm là tù đó, là tội hình sự đó, giống như bà Hằng đó. Cho nên phải cẩn thận với cái vấn đề này. Mình cũng mừng là ngày hôm qua là Nam Em cũng đã biết được những cái điều đó. Cũng có thể là do ai khuyên đó, biết được điều đó cho nên là tạm đình chiến. À, cô ấy nói là tạm đình chiến, không có vu khống, nói chung là không có nói những cái lời nói mà nó có gây ảnh hưởng đến người khác trong sau nữa. Và ngày hôm nay thì Bùi Hữu Cường, tức là bạn trai của ấy, cũng đã lên làm một cái clip nói với là một số người bạn ở trong cái forum đó.
Thì những người bạn đó cũng đồng tình rất nhiều, bởi vì có những người này họ tới nhà Nam Em rồi để thăm rồi thì thấy cái tình trạng của Nam Em rất là khó khăn. Về cái vấn đề ở chỗ là cô ấy rất là ốm, ốm đến nỗi mà không thể nào tin được vào mắt mình, không ăn được mà, tại bị stress quá, bị trầm cảm đó quý vị, không ăn được cho nên là ốm. Cho nên cũng khuyên là cái ông chồng sắp cưới đó, tức là ông Bùi Hữu Cường đó, là sẽ sát cánh cùng Nam Em, lo lắng cho cô ấy, không chỉ lo lắng về cái vấn đề về giúp đỡ cô ấy trong công việc hàng ngày mà còn giúp đỡ cô ấy về tinh thần nữa, lúc nào cũng là bên cạnh để mà trừ trường hợp bất trắc xảy ra. Cô ấy bị trầm cảm quá đó, đôi khi cái người trầm cảm họ không có suy nghĩ được thấu đáo quý vị, rồi họ làm những chuyện dại dột nữa thì sẽ không hay lắm đó ha. Cho nên là cộng đồng mạng với lại những người bạn thân đó cũng khuyên là Bùi Hữu Cường bằng mọi cách là cũng phải là bên cạnh cô ấy là càng nhiều càng tốt. Nói chung là bên cạnh 24/24 đó quý vị đó. Thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm luôn. Các bạn biết rằng là những cái ngôi sao mà lớn luôn ở bên những nước ngoài giống như Trung Quốc hay là Hàn Quốc đó, có nhiều ngôi sao cũng bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng đó, mà họ làm những điều rất là dại dột luôn đó. Thấy không? Thì cái tình trạng của Nam Em nó cũng y chang như vậy đó. Đó, cho nên là chuyện đâu còn cái đó, mình cũng khuyên một số những người khán giả mà không đứng về phía Nam Em, tức là anti-fan đó, thì nói chung cũng không cần thiết là phải là nhục mạ cô ấy, hoặc là vu khống, hoặc là xuyên tạc. Bởi vì cái chuyện đó nó đâu phải là liên quan gì tới mình đâu. Phải không ạ? Mình chỉ là một người thoáng qua thôi. Một người khán giả, một người lạ thoáng qua thôi. Thì cũng nên không ép người ta vào một con đường cùng. Nói chung là bất cứ một cái việc gì nó cũng có một cái nguyên nhân của nó. Cái sở dĩ mà Nam Em lên trên mạng xã hội để mà vạch trần những góc khuất này ra, nó cũng có một cái nguyên nhân, chứ không phải là đơn giản khi khơi tự nhiên cái quay rảnh lên trên mạng để bóc phốt người này người nọ. Mà trong sâu thẳm ở trong cái câu chuyện này, nó phải có một cái nguyên nhân gì đó mà chính người trong cuộc mới hiểu, chính Nam Em mới hiểu, chứ chúng ta không hề hiểu, bởi chúng ta không phải là người trong cuộc. Vì vậy cho nên là chúng ta chỉ người ngoài thôi, mình đi thoáng qua, người lạ thoáng qua, thì mình cũng đừng có những cái lời lẽ nó quá nặng nề, không có mắc gì mình phải vô cho mình chửi người ta để mang nghiệp cho bản thân mình. Mình không thích thì thôi, thoáng qua rồi quên đi, không cần phải để lại những cái lời comment chửi bới lăng mạ người ta, rồi chính bản thân mình là cái người mang nghiệp thì sẽ không hay lắm ha. Có vợ khuyên một lời rất là chân tình luôn đó quý vị. Thì hôm nay cũng có khá nhiều những cái tin bên lề như vậy ha, bên lề như vậy. Rồi trên tờ báo mà ngôi sao.vn á, thì họ cũng có một cái bài viết rất là mới. Họ nói rằng là có một mỹ nhân ứng xử cực thông minh khi được Trường Giang tán tỉnh lại còn gửi lời đến Nam Em, quá sâu sắc. Thì đây là một trong những cái bài viết ở trên một cái tờ báo của báo ngôi sao.vn ngày hôm nay. Đó, họ có viết một bài báo như thế này. Và cái người được đề cập tới tên là Khánh My. Khánh My là mỹ nhân từng được Trường Giang tán tỉnh nhưng lại cách hành xử lại hoàn toàn khác Nam Em. Những ngày qua mạng xã hội dậy sóng vì câu chuyện Nam Em đấu tố Trường Giang, dù chuyện xưa đã trôi đi nhiều năm. Cái này là họ nhắc rõ tên Trường Giang luôn, nhưng mà thật sự là Nam Em là chỉ nói đến họ, Nam Em không có nói đến tên Trường Giang nha. Hoàn toàn là không, Nam Em không có hề nói đến bất kỳ một cái tên của người nghệ sĩ nào. Nhưng mà những người khán giả họ cứ nghĩ như vậy thôi. Ai nghĩ sao thì cái đó việc của họ. Chứ Nam Em không có hề nhắc tên của Trường Giang. Nhưng mà tờ báo của ngôi sao này thì họ lại nhắc thẳng tên của Trường Giang luôn. Đó, họ nhắc thẳng tên Trường Giang luôn. Chú vị ha. Và trong báo họ nói rằng là nàng Hoa Khôi cùng người chị em thân thiết là Quế Vân bóc phốt nam danh hài xứ Quảng. Thậm chí còn mỉa mai cả người không có lỗi gì là Nhã Phương. Ngay lúc này cư dân mạng lại chia sẻ lại cái đoạn clip phỏng vấn cũ của một mỹ nhân cũng từng được Trường Giang tán tỉnh, đó là Khánh My. Tuy nhiên mỹ nhân Sài Thành được tung hô vì các hành xử xứng đáng 10 điểm. Đó, báo Ngôi Sao họ đăng như vậy quý vị. Nhưng mà vấn đề ở chỗ cái chuyện này là những quốc vợ từng nói là Nam Em không hề nhắc đến tên của Trường Giang và cũng không hề nhắc đến tên của Nhã Phương. Đúng ạ. Nam Em và Quế Vân không có nhắc đến tên của Trường Giang và Nhã Phương. Chỉ nói bóng nói gió là một cái nhân vật thôi.
Nhưng mà báo Ngôi Sao nhắc nói rằng năm em là Mỉa Mai, Nhã Phương và Trường Giang là sai, không đúng sự thật nha quý vị nha. Rồi bây giờ mình đọc tiếp coi thử coi Khánh My nói cái gì. Trong clip phỏng vấn thì Khánh My khẳng định bản thân từ chối thẳng khi biết Trường Giang có ý tán tỉnh mình. My rất là quý anh Giang nhưng tình cảm thì chắc chắn là không có. Anh Giang cũng hay nói là anh mê gái lắm. Anh Giang cũng có nhắn tin qua lại với My nhưng My từ chối thẳng. My đã nói rồi, My sẽ không cho phép mình có cơ hội trở thành người thứ ba dù trong bất kỳ trường hợp nào. Cả showbiz và cả Việt Nam biết là anh Trường Giang và Nhã Phương đang quen nhau. My không khờ dại đến mức mà tự nhiên phóng vô làm người thứ ba. Thêm nữa, My nghĩ là cũng rất là đáng thương cho Nhã Phương. Hết rồi. Và khi được hỏi có muốn chia sẻ gì với nam em, một cô gái cũng đã từng có trải nghiệm giống như mình không, thì Khánh My đáp thẳng: đâu có giống nhau đâu, vì nam em yêu anh Trường Giang, còn My mới anh Giang chỉ là dừng lại ở mức bình thường thôi mà. Nếu muốn chia sẻ thì My sẽ nói vì nam em cũng nhỏ tuổi hơn My và cũng là một cô gái mới lớn. My thấy là nam em hơi yêu sâu đậm quá. Đừng bao giờ để mình ở trong trường hợp như thế vì bị ngộ nhận. Cái đau đớn nhất là chính người đàn ông đó nói ra là bạn ngộ nhận về tôi. Tôi chỉ thích bạn thôi chứ không yêu bạn. Nói hơi khó nghe một tí là khi mà người đàn ông lên tiếng như vậy thì người nhục nhất vẫn là mình. Thời gian sẽ làm cho cô ấy mạnh mẽ hơn và sau những cái vấp ngã tình yêu, cô ấy lớn hơn. Cái này là nó nói hơi hơi phiến diện. Trong cái đoạn clip mà nam em nói về cái nam danh hài đó thì nam em có nói rằng nam danh hài đã từng dụ cô vào trong khách sạn đi hotel và nói yêu cô và đòi cưới cô và đòi có con với cô luôn quý vị. Và ngay thời điểm đó thì nam em lại không biết là cái anh nam danh hài này là quen với lại Nhã Phương. Đúng không ạ? Hai cái hoàn cảnh, hai cái tình trạng hoàn toàn khác nhau xa. Trong khi là cô Khánh My này là đã biết là Trường Giang đã quen với Nhã Phương rồi thì dĩ nhiên là cô ấy không có chấp nhận. Mà khi mà đã biết quen với Nhã Phương rồi mà cái ông Trường Giang này ổng lại đòi yêu luôn cả Khánh My thì là ổng là bậy là đúng, ổng là bậy. Còn Khánh My được quyền từ chối bởi vì Khánh My không muốn là người thứ ba thì coi đúng chắc chính xác. Nhưng mà cái điều đáng trách đó là đáng trách cái ông danh hài này. Bởi vì Khánh My đã biết là ông nam danh hài này ổng đang quen với Nhã Phương mà tại sao lại là ngỏ lời còn yêu thêm cả Khánh My nữa. Cho nên Khánh My từ chối là đúng, đúng không ạ? Đó. Cái người đáng trách không phải là những cô gái. Cái người đáng trách là cái người đàn ông. Cho nên là mình không thể nào mà trách nam em được quý vị. Nam em là hoàn toàn là không biết luôn. Và khi mà ông tới, ông tán tỉnh nam em bằng một cái áo bông đó. Thì ngay sau đó, vượt một thời gian ngắn, không lâu. Lại là ngỏ lời muốn cầu hôn Nhã Phương cũng bằng cái áo bông y chang như vậy. Thì đó là những cái lời mà của nam em nói đó mà trên livestream đó. Đúng hay sai thì người trong cuộc sẽ biết. Nếu như mà ông nam danh hài mà coi như là thấy là mình bị oan khi mà những lời nam em nói là như vậy thì mình phải lên tiếng để mình đính chính lại. Còn nếu như mà im lặng thì thừa nhận là nam em là nói đúng rồi. Cho nên đó, rõ ràng tất cả chúng ta đều nghe các clip là nam em đã nói như thế, nói về cái nam danh hài này như thế. Đúng hay sai, chúng ta chỉ mới nghe có một chiều thôi, tức là một chiều của nam em thôi. Thì bây giờ phải chờ đợi cái người cái nam danh hài kia lên tiếng thì chúng ta mới biết là những cái điều nam em nói đó có thật thật sự hay là không. Hay quý vị ha. Đó, cho nên là hôm nay mình chia sẻ cái câu chuyện này trên tờ báo Ngôi Sao.vn họ mới vừa đăng lên thôi thì mình chia sẻ lại. Nhưng mà có phải nhắc lại rằng là nam em không có nhắc tên trực tiếp là Trường Giang hoặc là Nhã Phương. Cho nên báo chí mà đăng lên là phải đăng cho nó chính xác chứ không thể nào mình lôi tên người ta ra được. Đúng không ạ?